Hey, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Giao Heo. Và mình là Giao Heo đây, không phải mày đâu mà là mình nha. Và đây là gì? Đây chính là mẫu roi Zero Grizzit. Một cái mẫu roi to kinh khủng luôn, cực kỳ to. Cái màu chủ đạo của nó là màu đen, màu xám và màu tím mờ mờ. Hai con mắt là màu đỏ nữa. Ok, trong cái video trước Giao Heo đã làm một cái video lắp ráp cái mẫu roi này, mình đã kẻ like và thêm đề can vô cho cái mẫu roi này. Đề can là những cái miếng dán đó nha, và nhìn nó ngầu hơn ha, nó hầm hố và nó cảm giác nó cơ khí hơn rất là nhiều. Và trong cái video này mình sẽ cùng các bạn đánh giá và review xem cái mẫu roi này nó như thế nào nha. Nó có những cái động cơ nào, nó có khớp nào và chất lượng của nó ra làm sao. Trước khi bắt đầu video, các bạn hãy lưu ý một số thứ. Bởi vì đây là một con roi rất là lớn, nó không giống những cái con roi khác, và có nhiều cái chi tiết nó khó lắp ráp. Nếu như mà các em nhỏ, mong các quý phụ huynh có thể cùng các em để ráp nên cái mẫu roi này. Còn những bạn đã có kinh nghiệm rồi thì cứ theo cuốn sách hướng dẫn mà làm thôi. Thứ nhất, cái mẫu roi này, hai cái phần chân này ha, khi mà ráp vào thì cảm giác nó sẽ không có đều, nhưng yên tâm đi, khi các bạn mở nút lên nó di chuyển thì nó sẽ đều thôi, đừng có quá lo lắng nha. Cái điều thứ hai đó chính là cái phần khớp ở cái phần tay này nè. Ở cái phần hướng dẫn số 11 nó có cái phần là A8 và A9. Khi cái khung này ráp vào trong thân của cái con Zero Grizzit này, nó sẽ chia ra hai cái cây ở đây. Và khi bạn ráp cái cánh tay vào thì phần khớp của cánh tay nó sẽ nằm ở phía trên với cái khung đó, thì nó mới di chuyển cánh tay này được và không bị cấn nha. Đừng có để phía dưới, thôi nó cấn một phát là nó gãy rồi đó. Và cái phần lưu ý thứ ba, những cái khẩu gân này nó có cái chiều dây điện nè, thì hãy nhớ là đọc kỹ cái hướng dẫn để ráp cái chiều của nó cho nó đúng và hợp lý hơn nha. Rồi, không còn gì nữa cả, chúng ta bắt đầu bài review Zero Grizzit. Cái mẫu roi này các bạn thấy nó rất là to đúng không? Nhìn nó giống như một con Godzilla, hay nó giống như con Dragon Jaw của Nam Anh Em Siêu Nhân á? Không không không, Zero Grizzit được hãng Tommy dựa trên một loài sinh vật hùng mạnh bậc nhất cách đây 97 triệu năm, và đó chính là loài khủng long ha. Nó không phải là Godzilla, nó được dựa trên một loài khủng long với cái tên khoa học là Giganotosaurus, hay chúng ta có thể dịch ra bằng tiếng Việt đó chính là thằng lằn khổng lồ phương Nam. Wow, nghe cái tên nó dữ dội không? Nghe cái tên nó có vẻ rất là mạnh mẽ luôn đúng không? Nó thuộc cái chi là Cacharodontosaurus, hay chúng ta còn gọi đó chính là dị long răng cá mập. Wow, nghe nó còn oai hùng hơn nữa. Với những cái hàm răng sắc nhọn như thế này, nó dễ dàng nghiền nát con mồi. Thế nhưng cái loài khủng long Giganotosaurus này, nó vẫn chưa hẳn là một con khủng long to. To nhất chính là con Spinosaurus. Và nhỏ hơn cái con này đó chính là cái con Tyrannosaurus, hay còn gọi cái tên hay cực kỳ hay đó chính là T-Rex. Ơ tại sao trong ZY Zero thì cái con này lại to nhất? Thực ra nó đơn giản như thế này nè, nó dựa trên một con khủng long thời tiền sử thôi. Nhưng mà bởi vì nó là một con boss cho nên họ sẽ làm nó to hơn, cho nên nó khác hơn so với thực tế một chút xíu thôi ha. Chúng ta tìm hiểu thêm một chút xíu nữa nha. Được cái mình tìm hiểu thêm một chút xíu nữa, đó là cái tên Giganotosaurus này thì đó là theo tiếng Hy Lạp nha. Giga hay là Giga tức là to lớn, bự ha. Đó, Noto chính là gì? Noto chính là phương Nam, tức là con này xuất phát ở phương Nam ha. Và Saurus chính là thằng lằn ha, thằng lằn khổng lồ phương Nam. Đó là như vậy đó các bạn. Và cái kích thước thực tế của cái loài khủng long phương Nam này, đó chính là chiều cao của nó là từ 12 cho tới 13 mét, và cân nặng của nó là 14 tấn, và tốc độ di chuyển nó là 50 km/h, nhanh bằng một chiếc xe máy. Chà, cái này mà mình chỉ cần thấy nó thôi là thập. Rồi sẽ có một số bạn hỏi Giao Heo là nếu như ngoài thực tế thì cái con
Giganotosaurus này và cái con Tyrannosaurus, thì con nào mạnh hơn? Thì xin thưa là không thể so sánh được. Bởi vì các bạn biết tại sao không? Bởi vì một con á là sống cách đây 65 triệu năm, còn một con sống cách đây tới 97 triệu năm, tức là hai con này hai thời kỳ khác nhau. Chúng nó không thể nào gặp nhau được để mà đánh nhau đâu ha. Nên thôi, bỏ qua cái chuyện đó nghe. Ôi thôi, nãy giờ mình nói nhiều quá rồi ha. Bây giờ tập trung vào Zero Grizzly đi. Zero Grizzly, chiều cao của nó là 9.8m. Chiều dài của nó là 15.5m. Với cái kích thước đó, cân nặng nó đạt tới là 220 tấn. Một đống sắt khổng lồ di chuyển. Nhưng mà nó lại di chuyển được với cái tốc độ thật là kinh khủng luôn, 158 km/h. Chúng ta có thể xem ở bên đây là cái bảng thực lực của nó. Về cái sức tấn công, sức chịu đựng và trí thông minh, nó đạt 10. Trời ơi, kinh khủng quá. Sức phòng thủ lại 8 điểm, không thể tính được. Đúng là một pháo đài mà. Sức chịu đựng quá là tốt luôn. Tốc độ của nó chỉ đạt 6 điểm thôi. Tất nhiên rồi, so với những cái mẫu roi mà như roi thú, như là sư tử hay là sói gì đó, thì chắc chắn nó không thể nào nhanh bằng rồi. Bộ hoang dã của nó là 10 điểm. Nó cực kỳ bất tuân lệnh. Nó chỉ có nghe theo hai người thôi. Hai người đó là người nào thì một hồi nữa mình sẽ nói nha. Tổng quan về vũ khí ở phía trên này của Zero Resist ha, một con roi khổng lồ, con roi boss á, boss cuối, thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên, chúng ta khi mà nó hạ miệng ra, chúng ta sẽ có bên trong này là cái lõi hấp thụ ha. Nó sẽ hấp thụ năng lượng, năng lực. Nó sẽ hấp thụ được năng lực khác. Ghê ha. Chúng ta sẽ có hai con mắt này, à hai con mắt não của nó. À, nó gọi là eye brain nha, hai con mắt não nè. Và chúng ta sẽ có sừng tâm trí của nó ha, điều khiển tâm trí. Mind horn. À, cái sừng này chúng ta sẽ có 14 cái lận, tức là những cái lồi lồi ra mà nó lồi lồi trên cái đầu của nó là cái sừng ha. Đó, tính cả hai sừng lớn này luôn. Khi cái con Zero này nó bung cái lồng lực của nó ra thì phía trước của nó ha, phía trước của nó đây chính là bộ giáp tích hợp của nó, cực kỳ chắc chắn luôn. Và khi bung ra, ở trong chúng ta sẽ nhận thấy đó chính là lõi của Grizzit, hay gọi là Grizzit Core, được bảo vệ bởi một lớp giáp chắc chắn như thế này. Đã vậy phía ngoài còn có thêm Z-Grab Claw nữa. Cái móng của nó này chu cha cực kỳ mạnh luôn ha, có thể bắt lấy kẻ thù và đánh bay kẻ thù được. Các bạn có thể nhìn thấy những cái dòng tím tím ở phía trên thân của Grizzit. Đây chính là những cái dòng chảy của lò phản ứng Grizzit ha. Nó màu tím này nè, đó, nó màu tím này nè ha. Nó trong phim là nó lấp lánh ha, rất là đẹp. Chúng ta phía sau chúng ta còn có một cái đuôi siêu mạnh nữa, kèm theo đó là 1 2 3 4 5 6 7 cái laser beam lận và súng bắn laser đó. Ghê không? Phần thân của nó chúng ta có tới 8 cái dorsal cannon, súng pháo Dawson ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8, ui cha, mã lực siêu mạnh luôn. Chúng ta có hai khẩu pháo 3 tia ở đây ha, triple cannon. Và chúng ta có Infinity Missile 4 cái. Đây chính là tên lửa vô hạn. Trời ơi, nguyên bộ giáp hùng mạnh thế này, tay thì siêu mạnh. À, lõi Grizzit có thể bắn ra nguồn năng lượng khổng lồ. À, 8 khẩu súng, 4 cái tên lửa vô hạn, laser beam. Trời, có hoa không khi nói nó chính là một cái pháo đài di động. Đúng không các bạn? Quá là dữ tợn luôn, không hổ danh là một con boss cuối. Có thể cái con Zero Grizzit này trong cái thế giới roi quai á, nó là một con boss cực kỳ to luôn. Nhưng trong cái thế giới roi, mà tất cả các thế giới về roi á, thì nó được tính là một con roi loại nhỏ thôi nha, chứ không có to đâu. Và cái kích thước của đồ chơi này là kích thước XL. Vậy thì cái con này mình giao heo kêu nó nhỏ, vậy thì con nào to? Có. Ở trong cái phần, những cái phần roi đầu tiên á, nó có một con roi, đó chính là con King Godzilla. Đây, cái con này cái tên của nó thôi đã nghe giống là Godzilla rồi đúng không? Nhưng cái con đó nó lại là hình tượng heo, con khủng long Tyrannosaurus nha. À, kiểu dáng thì làm giống Godzilla nhưng mà nó dựa theo cái con khủng long Tyrannosaurus. Cái con nó to không? To chứ. Nếu mà tính trong cái thế giới roi á, con nó cao tới 26.6m và nó dài tới 36m lận. Trời ơi,
tốc độ di chuyển của nó thì chậm thôi, thì nó to quá mà, nó chỉ có 140 km/h thôi. Mày thấy không? Như cái con Rizit này ha, nó cao đã cao là 9,6 rồi, mà cái con kia nó cao tới 26, tức là lan man về cái chủ đề của nó quá. Chúng ta tiếp tục về cái phần mà nó sẽ cử động như thế nào nha. Rồi, cử động ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào phần súng đi. Phần súng có thể chúng ta có thể di chuyển như thế này, chúng ta có thể gỡ ra, chúng ta có thể di chuyển theo cái hướng mà chúng ta muốn. À, chúng ta muốn bắn vào cái hướng nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có 8 khẩu súng này và 4 khẩu súng này có thể di chuyển được. À, lên xuống như thế này. Cái phần tay của Rizit nó khá là lỏng lẻo, nhìn nè. Nếu mà để không nó như thế này, nó rất là lỏng lẻo, nó cực kỳ lỏng lẻo luôn. Rồi lúc mà thả xuống thì tay nó như vậy. Cái chân của nó làm rất là chắc chắn để nó có thể đỡ được nguyên cái thân hình này. Cái độ di chuyển của nó thì cái cảm giác nó di chuyển thì nặng nề, bởi vì nó là một con boss rất là to mà. Các bạn có thể nhìn thấy rõ, khi mà nó di chuyển thì hai tay của nó sẽ di chuyển lên và xuống, và cái miệng của nó sẽ cắn lên cắn xuống, nhìn rất là ngầu. Và khi nó dừng lại, đuôi nó cũng dừng lại và quơ đuôi luôn. Đó, nó sẽ giơ hai cái tay nó ra, nó sẽ hấp thụ năng lượng và bắn cái tia Rizit ra, tia khổng lồ rất là to. Cái ngực của nó sẽ banh ra, chúng ta sẽ coi rõ hơn ở đây. Nhìn nè, nó sẽ gồng lên, bung hai cánh tay ra, và nó bắn tất cả nguồn năng lượng ra. Ghê không? Ghê. Và khi Rizit di chuyển á, và nhìn cái đuôi nó nè, không qua khi nhiều bạn nghĩ rằng nó giống như con Godzilla, và đặc biệt nó giống gì không? Mecha Godzilla, con Godzilla của máy á. Thân hình đồ sộ, kiểu dáng thì đẹp. Và đặc biệt cái mẫu roi này nó khác so với những cái mẫu roi khác. Ví dụ như con Omega Rex hay là con Spino á, thì hai con đó nó sẽ được lắp ráp thành một bộ xương trước, sau đó có thêm những cái giáp bên ngoài. Cái con Rizit này thì nó quá to đi, cho nên nó chiếm dụng nhựa khá là nhiều. Cho nên hãng khi làm nó chỉ làm nên những cái phần giáp phía ngoài của nó thôi. Tức là khi các bạn ráp, các bạn sẽ thấy lạ, đó là các bạn chỉ lấy cái phần giáp và các bạn bọc lấy cái phần motor này. Và đó là một cái điểm trừ. Ước gì cái con này nó full bộ xương, chắc nhìn phê lắm. Thêm một cái điểm trừ nữa, đó là khi nhìn nó quá to. Nếu mà để ý kỹ thì những cái phần chân của nó hay là cái phần tay của nó sẽ thấy những cái lỗ. Nhiều cái con roi khác á, thì nhiều cái con roi khác cũng có thôi, nhưng mà nó nhỏ nhỏ nhìn cũng đỡ đi. Mà con này nó to quá nên chúng ta nhìn thấy những cái lỗ như thế này, những cái lỗ như thế này. Và thậm chí vào cái bàn tay của nó ở phía ngoài nó cũng không có chịu lắp luôn những cái lỗ này luôn. Nhìn nè, nhìn nó cứ lỗ lỗ thế này nè, nó rất là xấu. Tổng quan về cái phần giáp và cái phần chuyển động của con roi Rizit này, nó là như vậy đó. Thì con Rizit này, nếu bạn nào coi cái bộ Godwine Zero á, nếu mà coi rồi thì thôi, còn chưa coi á thì coi đi, chứ không thôi nữa hồi nữa giao heo á sẽ làm lộ cái phim của các bạn, làm các bạn thấy buồn đó nha. Khi coi cái bộ Joy Zero này, bạn sẽ biết được Electora gay. Và khi cái cô gái này thức tỉnh á, thì cổ đã hồi sinh lại cái lõi của cái con Zero Rizit này. Nhưng mà cho tới tập 42 thì nó mới được kích hoạt bởi Franklin. Ban đầu khi chúng ta thấy Zero Rizit nó thức tỉnh ha, cứ nghĩ là nó sẽ theo cái phe True Empire, phe đế chế. Nhưng mà cái con này nè, đặc biệt nha, trí thông minh của nó là lên tới bao nhiêu? Cái trí thông minh của nó lên đến 152 lần, tức là nó tự suy nghĩ được. Trời ơi, thông minh lắm, 152 là cực kỳ thông minh. Nó chỉ lợi dụng phe đế chế thôi để nó tăng cường cái giáp của nó, tăng cường vũ khí, tăng cường năng lượng, sức mạnh của nó lên. Ghê chưa? Bởi vì cái chỉ số hoang dã của nó đạt tới 10, mới nãy mình có nói ở trên đó, thì rõ ràng nó bất tuân bất cứ ai. Nhưng nó chỉ nghe lời đúng hai người, đó là ai? Đó là Electora Gay và Franklin. Cái mục đích của cái con roi Zero Crisis này, đó chính là gì? Đó chính là tiêu diệt con người và biến toàn bộ thế giới trở thành thế giới sắt thép hết. Cho nên là mọi người phải quay vô chống lại nó thôi. Với một cái cỗ máy chiến đấu kinh khủng như thế này, lực phòng thủ cao, giáp châu, lực tấn công cao, đã vậy còn thông minh nữa, bao nhiêu cuộc tấn công cũng thất bại. Trong cái tập 44 á, thì mọi người có dùng tới Gravity Cannon, tức là súng trọng lực đó, để giảm cái tốc độ nó xuống, đè nén nó xuống, và kết hợp với Rising Linger, con sư tử mà màu vàng đó,
nhưng mà cũng thất bại. Sau đó họ còn tung ra cả Omega Rex và Genospino luôn, nhưng mà hả, lại thất bại tiếp. Genospino lại bị hư mất cái lưỡi cưa và nó bị hấp thụ mất pháo tích hợp. Trong thời kỳ tiền sử nó đã là một cỗ máy giết chóc rồi, và tới trong Joy Wild nó lại là một cỗ máy hủy diệt kinh khủng khác nữa. Và cái việc sở hữu một cái mẫu Joy như thế này thiệt là quá là tuyệt vời. Các bạn thấy cái mẫu Joy Wild này như thế nào? Các bạn có thích cái mẫu Joy này không? Một mẫu Joy to, màu sắc làm rất là đẹp, và bạn chỉ cần thêm cho nó một số cái chi tiết detail, cho nó thêm một số cái logo, cho nó thêm một số cái sticker, rồi cho vẽ line cho nó các thứ, nhìn nó còn cơ khí ác chí hơn nữa. Và cái video review về cái mẫu Joy Wild ZW44 Zero Crisis của Giao Heo tới đây là kết thúc rồi. Bạn có thích cái mẫu Joy này không? Nếu bạn thích cái mẫu Joy này thì hãy like và share video này của Giao Heo để mình có thêm nhiều động lực để tìm thêm những cái mẫu Joy khác review cho các bạn xem nha. Còn nhiều mẫu Joy lắm, và Giao Heo cực kỳ thích Joy luôn. Và video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần tới nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye con. Bye bye. Bye bye. Bye bye.